cuộc sống ngày càng phát triển. Kéo theo đó là người ta sẽ biết ơn và luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mọi người. Và lễ hội cầu ngư nó khẳng định một điều, luôn luôn nhớ về nghề biển. Theo cuộc phỏng vấn, một cụ cao niên trong làng cho hay lễ hội cầu ngư để tạ ơn những vị thần biển đã độ trì cho làng. Một mùa bội thu tôm cá, thuyền bè đi khơi về bến luôn an toàn, dân làng ấm no hạnh phúc, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho ngư dân một sức khỏe bình an, cùng với niềm mong ước của nhân dân năm mới đánh bắt gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Chương trình lễ hội được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 Tết âm lịch hàng năm. Địa điểm tổ chức tại cảng cá Bến Giang, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội nhằm động viên khích lệ ngư dân thi đua lao động sản xuất. Phút này đã xong, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin kính mời các quý vị đại biểu lãnh đạo khích lệ sự phấn khởi ra khơi đánh bắt thủy hải sản, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu ngành thủy sản của thị xã. Mở đầu phần lễ, các tổ chức cá nhân nghề trên địa bàn đã chuẩn bị dâng hương, dâng mâm lễ riêng của mình để trình tạ ơn các vị thần biển đã độ trì cho một năm thuận buồm xuôi gió, thuận lợi và bội thu. Lễ hội khởi đầu từ phần tế, được các đoàn tế nam nữ chuẩn bị công phu chu đáo. Các thành viên trong đoàn là các cụ cao niên hiền đức có uy tín được lựa chọn trong phường. Trong nghi thức tế lễ, vị chánh bái dâng đồ tế lễ. Đồ tế lễ sẽ không có hải sản và các vị sẽ đọc văn tế các vị thần biển, các vị chư thần bản xứ, cầu cho một năm vụ mùa bội thu, phù hộ cho ngư dân năm mới mạnh khỏe, bình an, mọi điều tốt đẹp. Đối với nghi thức tế và cách tế lễ thì tôi không nắm rõ được, nhưng chỉ biết được truyền từ đời này sang đời khác. Về phần lễ, về thời gian thực thì phần tế kéo dài hàng 2-3 tiếng đồng hồ. Phần lễ thì luôn song hành cùng với phần hội. Về phần hội thì có các cuộc thi như đan lưới, kéo co, bóng chuyền và ca hát. Thank you.
trước khi vào phần hội thì có một chị chia sẻ là chị đã làm nghề đan lưới từ nhỏ và thành thạo các công việc của việc làm nghề ngư cụ phục vụ cho công việc đánh bắt thủy hải sản của gia đình. Và chị cũng nhận đồ về để làm để tăng thêm thu nhập cho bản thân, gia đình và cuộc sống bản thân của mình. Cầm lên, 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 cầm lên